Xin chào quý vị và các bạn. Đáng chú ý nhất trên cả nước vào thời điểm này hiện tại chính là thời tiết tại khu vực Trung Bộ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 có tên quốc tế là Sơn Ca. Chiều nay sau khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão này đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu của cơn bão khiến cho mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại khu vực từ Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh từ Nghệ An cho đến Quảng Bình, với lượng mưa lớn vẫn diễn ra trong đêm nay ngày mai và ước tính toàn đợt sẽ lên đến từ 100 cho đến 250 mm. Do vậy, bà con nơi đây cần lưu ý đề cao cảnh giác, có biện pháp ứng phó với khả năng cao xảy ra ngập úng khu vực trũng thấp hay là lũ quét sạt lở đất ở khu vực ven sông. Sau khi cơn bão đổ bộ vào đất liền, suy yếu dần, tuy nhiên trường gió đông nam sau bão vẫn còn, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực trong ngày 27 tháng 7, sau đó giảm nhanh dần từ ngày 28 tháng 7. Về tình hình nhiệt độ, do có mưa nên mức nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo sẽ không vượt quá ngưỡng từ 29 cho đến 30 độ và tăng khoảng 1-2 độ từ ngày 28. Còn tại khu vực các tỉnh, từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, chịu ảnh hưởng của một phần cơn bão số 4 nên tại phía Bắc khu vực cũng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to đến hết ngày mai, khiến cho nền nhiệt cũng giảm nhẹ xuống dưới ngưỡng 32 độ. Từ ngày 27, toàn khu vực mưa giảm nhanh dần và sang đến ngày 28, mưa chỉ còn ở diện vài nơi, ngày có nắng, nền nhiệt độ tăng dần trở lại. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nằm ở rìa phía nam của hệ thống gây mưa trên khiến cho cường độ gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên khu vực này cũng có mưa dông với lượng khá. Đặc biệt là khu vực Bắc Tây Nguyên, có điểm có mưa vừa có nơi mưa to kèm theo dông sét gió mạnh. Sau đó từ ngày 27, gió Tây Nam giảm dần, mưa chỉ còn chủ yếu tập trung về chiều tối. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, nên nhiệt độ cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ và tại khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Quay trở lại với các tỉnh thành ở Bắc Bộ, từ chiều tối đêm nay sang đến ngày mai cũng do ảnh hưởng của rìa cơn bão số 4 nên mưa có xu hướng tăng hơn, sẽ xuất hiện nhiều điểm có lượng mưa vừa đến mưa to tại khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Bởi vậy, người dân nơi đây cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như là dông sét, gió giật mạnh. Do có mưa nên trời sẽ mát mẻ hơn, với mức nhiệt độ trong ngày mai chỉ dao động trong khoảng từ 24 cho đến 30 độ. Sau đó, khi cơn bão số 4 đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp, thì mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh chóng. Dự báo trong ngày 27, ngày 28, mưa dông chỉ còn xảy ra cục bộ tại một vài điểm, lượng không nhiều và nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Trưa chiều sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Mức nhiệt chưa quá nóng nên thời tiết vẫn tương đối dễ chịu. Trên biển, thời tiết chưa ổn định. Trong ngày mai ở Vịnh Bắc Bộ, có gió mạnh dần lên mức cấp 6. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Bình sóng cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động mạnh. Sau đó từ ngày 27, mưa chỉ còn ở diện vài nơi, gió cũng hoạt động giảm dần về cường độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa có khả năng chiều chuyển mưa từ chiều tối nay. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận cho đến Cà Mau, vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Cà Mau cho đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cho đến cấp 8. Như vậy là bão suy yếu thành áp thấp nhưng vẫn còn gây mưa ở nhiều nơi. Chi tiết nhiệt độ các tỉnh thành sẽ khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!